Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại kênh Tân Cảng bên mình. Thì hôm nay thì bên mình cũng vừa đóng xong một cái bộ bàn để làm cho gia đình á. Thì bên mình cũng sẽ ứng dụng cái bộ bản lề nhắn mở, cái Raybi nhắn mở này nè, trên cái hộp tủ này. Thì để mình làm sẽ video này á, thì cho anh em biết cách lắp này như thế nào. Thì nó cũng dễ hơn, nó cũng tương tự thì các dòng Raybi bình thường. Thì nhưng mà cái dòng này thì cũng đang hot trend năm 2019 vừa rồi á. Là có nghĩa mình không có cần tay nắm nữa, mình chỉ cần nhắn vào thì nó đẩy ra thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi anh em cùng theo dõi nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ Raybi nhắn mở này. Thì mình đang ứng dụng cho cái thọ của mình đó. Thì cái này ứng dụng để làm những cái thọ kéo mà không cần tay nắm, thì khi mình chỉ cần nhắn vào thì nó sẽ trầu ra để cho mình lâu ra đó. Vì vậy bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem cái nguyên tắc hoạt động này. Đó là cái Ray nó như thế này, nó có một bộ đẩy ở đây. Khi mình nhấn vào thì nó sẽ đẩy ra, đóng lại, đẩy ra. Thì khi mình sẽ kéo ra, đó, nó có bộ đẩy ở đây này. Thì tiện luôn mình sẽ giới thiệu với anh em luôn là Raybi ấy, thì trên thị trường thường nó có khoảng cỡ tầm Raybi ấy, thì ba loại. Đó, loại này là loại nhấn mở, loại này là loại thông thường. Đó, loại thông thường chỉ là một Raybi trượt bình thường thôi. Loại này là loại giảm chấn. Thì tùy theo cái mục đích sử dụng của anh em có thể tùy chọn cái loại mà phù hợp với mình. Giảm chấn thì có nghĩa là khi mà mình đẩy vào này, nó tự hít vào. Thì cái điểm giống là về cách bắt á, về cái khoảng cách bắt này, cái số đo của hộp thọ này, tư quan hộp thọ với thành thọ, thì ba cái loại này là như nhau. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt của cái loại ray này á, mà khác với hai cái loại ray thông thường này á, là cái này á, thì chỉ ứng dụng với lại là cửa ngăn kéo lọt lòng. Cửa ngăn kéo lọt lòng có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái cánh của mình nó sẽ nằm như này, nó sẽ lọt vào cái hông thọ chứ không làm phụ ra ngoài được. Thì phụ ra ngoài thì nó không có chỗ để nó đẩy. Đó thì anh em lưu ý là nếu như anh em muốn làm ở ngoài á, phụ ở ngoài á, thì sẽ không ứng dụng được cái loại ray này. Đó. Thì đó là cái mình mà mình đã ứng dụng trên cái sản phẩm của mình. Mình cũng chia sẻ thêm là một cái vấn đề mà ngày trước khi mà mình mới biết làm cái này là mình cũng gặp phải, là mình mua về mình không biết cách mở cái đây này ra. Đó. Thì mình cũng chia sẻ với những anh em mà chưa biết thì cách mở của cái ray này là như thế này. Nó có một cái lẫy ở đây. Khi anh em gạt cái lẫy này thì anh em rút ra được. Đó, nó có cái lẫy khóa đây nè. Tương tự này, khi anh em đóng lại này, anh em nghe nhìn vị trí này này. Vào khớp. Đó, ok, nó đã khóa đây lại. Thì thường là anh em thấy, ví dụ như anh em lắp ray hai bên thì sẽ có cái trường hợp này nè. Đó, mà nhiều người không để ý. Thì khi muốn mở ra thì một bên á thì nó luôn là một hướng, đúng không? Nó luôn là một hướng như thế này, nó luôn nằm về một bên. Nhưng mà khi hai cái ray lật lại á, thì nó sẽ đấu xứng. Thì anh em sẽ khi rút cái thọ ra thì một cái này bên này sẽ nâng lên này, bên này sẽ kéo xuống. Đó, anh em lưu ý vậy đó. Đây chính là cái khóa để anh em rút ra. Đó, đơn giản. Thì như anh em thấy, giả sử như thế này, thì nếu như mà mình làm tay nắm thì đơn giản rồi. Còn mình không làm tay nắm thì mình sẽ dùng ứng dụng cái này để khi mình đẩy ra mình sẽ kéo ra. Thì tiện đây mình sẽ chỉ cho anh em cái cách mà để lắp cái mặt thọ vào cái thọ luôn. Vì nó không dùng tay nắm. Vì giả sử anh em dùng tay nắm đi, anh em có bắt tay nắm như thế này, thì cái vị trí mà tay nắm là sẽ chai lại ở đây chẳng hạn.
Thì mình chỉ cần ví dụ khi mình bắt quá mình sẽ lắp vào xong mình sẽ dùng cái này mình, như mình thì mình dùng cái này mình canh nè. Đó. Thì anh em chỉ cần là lấy súng đinh bắn bắn vào cái chỗ mà anh em bắt tay nắm á, tại vì khi hồi anh em bắt tay nắm nó là chai lại rồi. Còn cái này thì anh em không thể nào mà tác động bên ngoài được, vì cái điểm đó anh em sẽ không có giấu được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn anh em cách mà sử dụng, cách mà để bắt cái mặt thọ này vào. Mình canh sao cho chính xác để khi mà anh em ứng dụng được cái này nó được tốt hơn. Thì đầu tiên á thì mình sẽ khoan ở đây là ba lỗ để mình có thể mình vít cái này vào cái mặt thọ. Mình vít cái này vào mặt thọ thì mình sẽ khoan ở đây ba lỗ. Tùy vào độ dài của gỗ thì anh em sẽ chọn cái độ dài của vít cho nó phù hợp. Ở đây mình đang xài là vít 3. Đó, rồi sau khi mà mình đã có được 3 cái con vít này rồi á, thì vì mình là mình có một cái độ hở như thế này thì mình sẽ dùng cái thước này. Thì tùy anh em ví dụ như tùy theo độ hở của anh em và anh em dùng cái vật để cho em cho nó phù hợp. Đó, mình sẽ dùng như cách này. Đó, mình sẽ đặt vào đây. Thì mình sẽ canh được hai bên sao cho nó cái độ hở nó bằng nhau, nó cân đối nhất có thể. Rồi, sau khi mà mình đã định vị được cái vị trí của cái cánh thọ so với cái thọ rồi á, thì mình sẽ thổ một cái này. Rồi, như anh em thấy là mình đã có được ba cái dấu tương ứng với ba con vít này. Thì bây giờ mình sẽ mồi, mình sẽ khoan mồi ba cái dấu này. Rồi. Khi mà anh em đã có được cái dấu chính xác rồi thì anh em chỉ cần đặt vào thôi. Rồi. Và sau đó là anh em khóa vít lại. Rồi. Đó. Mình vừa hoàn thành xong cái cách mà lắp thọ kéo. Mình có thể canh chỉnh một cách là nói chung là rất là chính xác. Mà không có dấu ở ngoài. Đó là cái ứng dụng mà mình thường hay dùng với cái loại ray mà nhắn mở này. Thì dành cho loại học kéo không dùng tay nắm và là họ học kéo lọt lòng so với hông thọ. Thì cái này á thì mình nhắc thêm với các bạn là cái này ngoài cái việc mà nó giúp cho mình ấn vào đẩy ra được á, thì khi mà nó sụp cái gờ này vào nó cũng giữ cho cái thọ không bị trâu ra. Thì có một số trường hợp là anh em mà dùng những cái ray mà dạng hàng chợ như thế này, ray này có mấy chục ngàn thôi hàng chợ, thì cái ray này là nó cũng tương đối là dỏm. Thì sau một thời gian dùng á thì cái phần này này nó bị mòn, nó không bám vào đây nữa. Thì có những lúc mà đang ngồi như thế này mà cái thọ nó tự chạy ra. Một phần là do mình khi mà anh em lắp thọ là anh em lắp bị chú đầu ra ngoài, với một phần là do cái ray này nó dở, lâu ngày nó tự trượt ra. Còn cái này thì nó sẽ không bị trường hợp như vậy, tại vì nó bản thân nó đã khó lại này. Khi mà nó sập vào nó sẽ khó lại luôn. Còn khi mình nhắn thì nó mở ra được. Còn khi mình nhắn vào khó thì nó sẽ giữ lại cái thọ mình, nó không bị trâu ra được. Rồi mình nói thêm luôn là cái cách mà để anh em có thể đo được cái khoảng cách. Nói chung là mình tính toán kích thước của cái thọ đối với cái hông thọ sao cho nó phù hợp nhất. Thì thường á thì là độ dày của hai cái ray á nó trong khoảng là 2 phân rưỡi.
thì tùy anh em, có một số người thì trừ 2/4, người trừ 2/5, người trừ 2/6. Mình thì thường trừ 2/5 hoặc là 2/6. Vì nếu như mà trường hợp mà xấu á, mà mình làm cái thọ nó bị nhỏ, tức là cái khoảng trừ mình lớn, nhỏ so với hông thọ, thì mình có thể chêm. Mình sẽ chêm một xíu lên là ok. Còn nếu như mà mình làm chặt quá thì cũng bị kích. Thọ đẩy rất là nặng và dễ bị hư bi lắm, mà khi đó mình sửa rất là khó. Chỉ có cách là ví dụ mình mài bớt cái thùng thọ này. Phải mài bớt thùng thọ để cho nó đảm bảo cái việc trơn tru. Thì anh em nên chừa, thì theo mình đó, thì mình nên chừa là 2/5 đó. Thì cách đo thì đơn giản, anh em đo cái thùng thọ của mình là lọt lòng là bao nhiêu. Như mình đang hiện tại là lọt lòng của mình là 35,5. Thì cái thọ của mình làm là 33 đó, thì nó là 2/5 đó. Thì nếu mà đúng thì cái ray nó sẽ rất là trơn tru. Còn giả sử mà anh em làm nặng á thì bị lỏng á, lỏng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc là độ trơn tru của thọ, với lại là nó dễ bị hư ray. Nhưng mà mình có cách khắc phục nhanh được á là mình chêm, còn nếu mà chặt á thì buộc phải mài đó. Thì anh em lưu ý, nếu mà bắt ray á thì lưu ý, với lại ray á thì cố gắng là cái ray á thì cái thùng thọ phải vuông đó, cái thùng thọ phải vuông. Thứ hai là cái thọ cũng phải vuông. Nói chứ không như cánh cửa thì trần bề ngoài vuông là ok, chứ còn thọ thì cái thùng này phải vuông và cái thọ cũng phải vuông là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là khi mình bắt cái ray á là hai ray phải song song với nhau, phải tương đối với nhau, không có bị vây như thế này. Nhiều khi mình lắp á, là ví dụ như cái đầu này nó như này, nhưng mà hai cái ray nó lệch như thế này thì nó cũng là gây ra cái việc là thọ nó bị phung rinh này, rồi cứng này, rồi đẩy ra là nó sườn hư bi, rớt bi ra ngoài đó. Thì anh em lưu ý đó. Rồi còn một cái điểm nữa là bây giờ mình sẽ mở cái thọ ra và mình chỉ anh em cái cách mà bắt cái này luôn. Đó, thì cái này á, là mình bắt sao cho cái hai cái ray nó cùng cao độ đó, nó cùng một cao độ nè. Thứ nhất, cái thứ hai á, là nó song song, hai cái ray song song với nhau, không có bị ngẩng đầu lên, không bị cúi đầu xuống. Thì mình bắt á, thì mình thường bắt là mình sẽ bắt sát mặt đáy đó, mình sẽ bắt sát mặt đáy là bên thùng thọ, còn phần bên thọ á, là tương tự mình cũng sẽ bắt sát với cái đáy này. Thì cái việc này là nó có tác dụng gì? Có tác dụng là giúp cho mình rất là dễ canh cái vị trí để bắt cái ray. Mình chỉ cần đặt bằng cái này là mình bắt được rồi đó. Vì như anh em thấy là như thế này, khi mình bắt cái thọ sát ở đây thì cái thọ nó luôn luôn có đủ khoảng hở so với cái mặt đáy rồi. Không cần phải canh quá nhiều, chứ còn nhiều khi nếu mà mình bắt cái này lên trên này thì buộc mình phải canh cái này cho chính xác, để làm sao mà cái thọ nó không bị thấp dưới này hoặc là không bị quá cao. Nó giả sử như ví dụ như cái thọ của mình là 11/5, mình làm cái thọ 11/5 mà ở đây mình có chiều cao là tới 15 phân đó, 15 phân. Thì khi mình cho cái đáy của cái thọ nó cao hơn cái này là 1 phân thì vẫn đảm bảo là không đụng phía trên và không đụng phía dưới đó. Đó là cái cách mà anh em có thể là bắt cái ray nhanh nhất. Còn giả sử mà cái ray này nè, cái ray này anh em bắt ở trên này cũng được, hoặc ở bất kỳ vị trí nào cũng được, như cái này bắt bất kỳ vị trí nào cũng được, nhưng sẽ gây ra cái tình trạng là buộc anh em phải canh chính xác cái tương quan giữa cái này và cái này sao cho nó phù hợp. Thì đây là một cách mà mình thấy là nhanh và chính xác nhất. Yeah.
Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Hy vọng là anh em sẽ tìm thấy được gì mà bổ ích cần thiết với những gì mà anh em đang cần tìm.